Chào bà chị đồng bóng. Sao bố chị đồng bóng? Mới mới đầu năm bố chị đồng bóng. Đấy, em thấy cái con này nội thất màu đỏ mà hôm nọ chị cũng bán cái con mẹ gì màu đỏ ấy. Chị thấy dạo này toàn màu đỏ. Đấy, đâu, đấy là gọi là đầu năm thì mình chơi màu đỏ cho nó rực rỡ chứ chị không đồng bóng. Màu đỏ ừ. May mắn gì. Ừ, đúng rồi, còn đây là chiếc xe đấy, chiếc xe mẹc đấy là màu nguyên bản của nó. Còn con này nó nội thất là màu thất theo chủ bọc ấy. Bọc theo ý mình. Cái gì ấy? À, cái này là gọi là cam 360. À, quanh à, xe luôn. Cam 360 à? Quanh một cái xe này con luôn. Con này nó con gì mà có cam 360 cơ? Con này là con BMW X6 208. Ồ, con này nhìn đẹp đấy nhỉ. Ôi trời ơi, đẹp mấy tỷ luôn chị? Nó to. Ờ, bình thường các em nhìn chị nó rất là cao đúng không? Hôm nay nhìn chị có thấp không? Con này nó phải 3 mét đấy nhỉ. Ồ, tại chị 1m8 mà con này 3 mét luôn. Nó to như này cơ mà. Ôi trời ơi. Ồ. Như con xe khách ấy. Ồ, nhưng mà giá rẻ lắm. Giá rẻ đấy nha, con này chỉ có không tiền tỷ cái thời đấy thôi, cái thời 2008 thôi, bây giờ nó chỉ có 465 triệu. 465 triệu. Ừ, 465 triệu thôi. 465 triệu con này. Ừ, ha, con này nó quên mất, con này nó cửa hít nhưng mà chả biết được, thôi đóng nhanh cho nó đóng phát cho nó tiện, thấy chưa? À, này, đây là màn hình. Màn hình nhá. Ừ, đây xem là cam hành trình, xem ok luôn, thoải mái. À. Này, số ồ, điện này. Ồ, nhiều chức năng nhỉ. Ừ, quá nhiều chức năng luôn. Hey, ồ, em nhìn cái con này như BMW X6 này phải là nhiều tiền lắm, sao lại có hơn 400. Đấy, bây giờ nó chỉ hơn 400 thôi. Là trả góp hay là trả thẳng? Trả thẳng, trả thẳng, trả thẳng. À, trả thẳng luôn. Này, con cá nhìn đẳng cấp nhỉ. Như sao con này to em hồng nó hơi bẩn bẩn thế nào nhỉ? Quá bẩn bẩn tại vì chưa rửa. Chưa rửa. Ừ, à, chưa rửa nó bẩn bẩn thôi. Rửa sạch đi là nó cũng bóng loáng ấy đúng không? Bóng loáng luôn, nó trong xe sẵn sử dụng, nếu mà bây giờ em mua về mua luôn ra chị rửa cho em lấy luôn. À, không phải làm gì luôn. Mà tặng đồ rất nhiều luôn, cam 360 rơi tầm mấy chục triệu rồi. Lại cái màn hình kia nữa. Ui giời ơi, phải nói là quá tuyệt vời luôn. Đây. Con này nó có cả dàn lốp mới này cơ. Ừ, lốp mới cả dàn luôn, Michelin, lốp xịn luôn ấy, chứ không phải lốp bình thường đâu. Bốn lốp mới cả dàn chứ không phải là hai lốp. Triệu quả đấy. Đây, chỉ có 465 triệu mỗi xe này thôi nhá. Nhưng mà giá còn thương lượng không chị? Vẫn thương lượng. À chà. Ấn vào tự lên cơ. Ừ, đấy. Có tự xuống chị. Ôi quá, đây. Ô. Hiện đại đấy, hiện đại không hại điện, nó chỉ hại xăng thôi. À, hại xăng là con này là bao nhiêu lít 100 cây? Con này nó rơi tầm 13 lít, 14 lít trên 100 cây. À, thế bình thường. Bình thường xe đi gia đình chứ không phải chạy dịch vụ. Ồ đúng rồi. Đấy, nếu mà chạy dịch vụ người ta không chọn xe này đâu. Được chưa? Nhưng con này nó cao thật đấy, chị 1m8 mà nó tận cao hơn cả chị chắc nó phải gần 3m. Thì đấy, nó gần 3m đấy. Đúng rồi, nhìn đẹp ấy. Nhìn chị cái bé hắn đi. Em cân đối bảo hỏi vợ xem là có thích không, em ra em chốt luôn. Dẫn vợ ra luôn.